Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo bộ truyện Thiên Quan Tứ Phúc của tác giả Mặc Hương Đồng Khứ tại kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Khuya, nguồn Wattpad vô danh. Chương 87: Thân vàng dốc sức chống trời sập. Tạ Liên dần không kiềm nổi rút thanh kiếm khỏi ngực gã, đang định đâm thêm nhát nữa thì phát hiện trên kiếm không dính chút máu nào. Trong chớp mắt lòng hắn đã tỏ tường, đoạn xoay ngược mũi kiếm chém xuống đầu thiếu niên áo trắng này chém dễ như trở bàn tay. Nhưng sau khi đầu và thân chia lìa, hai bên tức tốc xẹp xuống, biến thành một bãi túi da xẹp lép. Không ngờ thân thể này lại là xác rỗng. Hai lần chạm mặt thứ này, gã đều dùng là thân xác giả. Từ đầu chí cuối, chân thân chưa từng xuất hiện lần nào. Mặc dù chẳng lấy làm kinh ngạc, song tạ liên vẫn hận thấu xương. Trường kiếm đâm loạn xạ vào đầu và thân thể của đống da mềm mọt đó. Kiếm khí sắc bén, rạch túi da nát bấy mà hắn vẫn chưa hả giận. Phong tín không nhịn được nữa, ngăn hắn lại. Điện hạ, đây là vỏ bọc thôi. Nhưng vỏ bọc này giống hệt tướng mạo của tạ liên thời niên thiếu. Thế nên thoạt nhìn cứ như hắn đang tàn nhẫn giết hại chính mình. Cảnh tượng này ít nhiều khiến người ta khó chịu. Tạ liên thở hồn hẹn mấy hơi, vứt kiếm ngồi xuống đất nói. Ta biết, nhưng gã lại dám dùng mặt của ta. Tạ liên quả thực giận sôi máu. Phong tín và mộ tình ngồi xổm xuống trước người hắn, im lặng dây lát. Phong tín mới mở miệng. Điện hạ đỡ hơn chút nào chưa? ngài đừng tin mấy lời vớ vẩn của thứ đó chọc ngài thôi. nào ngờ Tạ Liên lại nói không. có một số việc mà gã nói thật ra không phải là trêu chọc ta, chỉ là. Phong tín kinh ngạc. gã thật sự đã nói cho ngài biết cách giải trừ nguyên rủa. Tạ Liên đưa tay phải gãi tóc, nói. gã không nói cho ta biết cách giải quyết dịch mặt người. cái mà gã nói cho ta biết là cách chế tạo dịch mặt người. hai người kia sững sốt. chế tạo. Tạ Liên gật đầu nhìn quanh bốn phía cảm thấy vẫn không nên ở lại dốc bối tử, bèn quyết định rời khỏi đây trước. Bây giờ hắn không muốn nhìn thấy ánh mắt né tránh của đám binh sĩ, cũng không muốn nghe tiếng kêu rên và than trách của các bệnh nhân. Thế là quyết định trở về tẩm cung thái tử mà mình đã bỏ trống nhiều năm trong hoàng cung. Đóng cửa, tạ liên mới miễn cưỡng ổn định cảm xúc, ngồi xuống trầm giọng nói. Đống mặt người mọc trên thân người đó, tất cả đều là vong hồn của người Vĩnh An. Một phần chết trên chiến trường, phần lớn hơn chết trong đại hạn. Mộ tình cũng không bất ngờ nói. Thảo nào, người vinh an miễn nhiễm với dịch mặt người. Người mình tất nhiên sẽ không đánh người mình. Phong tín cao mày. Những người chết vì đại hạn đó có phải do người Hoàng Thành giết đâu. Cho dù có án niệm cũng không nên trút sang bên này chứ. Tạ Liên thở dài. Tuy là nói vậy nhưng các ngươi biết đấy. Người vừa chết hồn phách có kỳ hỗn độn trong một đoạn thời gian sau khi chết đi hồn phách của con người sẽ giống như trẻ nhỏ mới chào đời ngơ ngơ ngác ngác nửa tình nửa mê chẳng biết mình là ai thân mình ở phương nào đang làm chuyện gì thời hạn có dài có ngắn phải xem cơ duyên của mỗi người trạng thái này được gọi là kỳ hỗn độn mà trong tình huống đó người thân hay là người yêu của họ thuở sinh thời có thể dẫn dắt những vong hồn ấy hoặc là tạo ảnh hưởng đến họ các tập tục đầu thất gọi hồn của nhân gian đều căn cứ vào điều này tạ liên nói Gã nói cho ta biết, binh sĩ Vĩnh An chất chứa oán niệm và ý chí tấn công rất mạnh với bên Hoàng Thành, mà cha, mẹ, vợ con của bọn họ, rất nhiều người đã chết trong đại hạn. Những vong hồn này không có chỗ nương tựa nên sẽ bị lây nhiễm bởi cảm xúc của người thân. Gã đã lợi dụng lòng căm thù của đám binh sĩ đó để truyền thụ địch ý với người tiên lạc đến các vong hồn, thúc giục chúng ký sinh trên xác thịt người sống, tranh đoạt chất dinh dưỡng của người sống. Bởi vì những vong hồn trong kỳ hỗn độn này đã bị vun đắp một ý nghĩ. Nếu không có bọn họ, có lẽ các ngươi có thể sống tiếp. Phong tín hỏi, ý nghĩ quái quỷ gì vậy? Ai thì nên sống, ai lại nên chết? Tạ Liên đỡ chán nói, lúc trước Lang Anh vô tình chôn xác con mình trong hoàng thành. Đây trở thành chất dẫn để hắn ta làm phép. Ta bảo bạch y nhân kia nói cho ta biết biện pháp giải quyết. Gã nói cả buổi lại chỉ nói cho ta nghe thuật pháp nguyền rùa này. Ý gì đây chứ? Biết thuật pháp nào có phá giải được nguyền rủa Phong tín mắng Hay là gã treo chọc ngài thôi Cho quái quỷ gì đây mẹ nó Mộ tình lại nói Không phải gã treo chọc ngài đâu Đúng là gã đã nói cho ngài biết biện pháp Tạ liên và phong tín người ngẩng đầu kẻ quay đầu hỏi Biện pháp gì Mộ tình nói Biện pháp giải quyết Hắn hai mắt sáng lên Như thể phát hiện ra bí mật gì Lời nguyền rủa của bên Vĩnh An Có tác dụng là vì bọn chúng oán niệm với tiên lạc Nhưng lẽ nào bên tiên lạc không có oán niệm với Vĩnh An Tạ Liên mở to mắt, hô hấp ngừng trẻ. Mộ tình nói tiếp. Nếu gã đã nói cách nguyền rủa cho ngài biết, vậy ngài có thể dùng cách tương tự, ăn miếng trả miếng, nợ máu trả máu, chế tạo ra dịch mặt người chỉ lây nhiễm cho người phía ngàn. Ngài nghĩ thử xem, muốn dịch mặt người có tác dụng, nhất định phải có người sống giúp đỡ, chỉ cần làm bọn chúng nhiễm bệnh, thân mình còn lo chưa xong, thậm chí một số người sống cũng chẳng còn. Thế không phải là chưa cưa đã đổ sao? Tạ Liên chưa từng nghĩ đến biện pháp này, Nghe mộ tình nói hùng hồn như thế Hắn nhất thời sừng sốt Lát sau mới buột miệng thốt ra Tuyệt đối không được Mộ tình hỏi Sao lại không được Đừng quên rằng kẻ gieo nguyền rùa trước là bọn chúng Tạ Liên đứng phát dậy nói Không được là không được Còn nữa ngươi sai rồi Chắc chắn binh sĩ Vĩnh An cũng rất khó nhiễm dịch mặt người Cũng như binh sĩ Tiên Lạc thôi Đừng hỏi ta tại sao Ta Mộ tình nói liến hoang Vậy thì chỉ lây nhiễm dân thường thôi cũng được bọn chúng không có đầy đủ dụng cụ phòng hộ và nhân lực như hoàng thành một khi dịch mặt người bùng phát tình trạng bệnh dịch tất nhiên sẽ lan truyền nhanh hơn tuyệt đối không còn sức đánh trả dùng an nguy của dân thường đứng sau bọn chúng uy hiếp bọn chúng ngừng nguyền rủa và đầu hàng cũng như nhau thôi bọn chúng làm sao kéo dài bằng hoàng thành được tạ liên lập tức bác bỏ thế càng không được ngươi đừng quên lúc bọn chúng tấn công dân hoàng thành vô tội chúng ta đã nói bọn chúng như thế nào đê tiện nếu chúng ta cũng làm như chúng Chẳng phải chúng ta đã trở thành kẻ đê tiện trong miệng mình hay sao? Vậy khác gì bọn chúng chứ? Mộ tình kèm vẻ kích động nói. Điện hạ ngài đừng quên. Dùng cái chết dụ ngài chúng ôn nhu hương là ai? Chính là dân thường vô tội trong miệng ngài. Câu này vừa thốt ra, tạ liên thoáng do dự. Thành thật mà nói, không để bụng là chuyện không thể nào. Xong cuối cùng hắn vẫn nói. Đúng thế, đích thực có người như vậy. Nhưng đó là vì người như vậy thường xông lên trước nhất, cuồng nhiệt nhất, cho nên mắt ngươi chỉ thấy được người như vậy thôi. Còn trên thực tế, có càng nhiều dân thường hoàn toàn không hiểu gì cả. Người chăm lên dốc bối tử sẽ biết, rất nhiều người thậm chí còn chẳng rõ tại sao phải đánh nhau. Chỗ nào có đồ ăn thì chạy tới chỗ đó, chỉ mong được sống sót mà thôi. Mộ tình, chuyện mà bây giờ ngươi đề nghị ta làm chính là giết một nhóm người vô tội để cứu một nhóm người vô tội khác. Ta... Tạ Liên thở dài nói ta vẫn nghĩ cách khác thì hơn giọng điệu có phần khó chịu mộ tình nói một cách mỉa mai tại sao ta phải đến dốc bối tử quan tâm bách tính của quân địch giống như thế nào thôi bỏ đi thái tử điện hạ ngày suy tính cho người khác như thế người khác lại chưa bao giờ suy tính cho ngài chẳng phải là mua trâu vẽ bóng sao tạ liên bỗng thấy sầu muộn cúi đầu không nói tiếng nào trong đầu lại hiện lên cái chân chi chít mặt người bị cắt xuống rồi mà vẫn còn lúc nhúc co giật Do sự hồi lâu, cuối cùng hắn vẫn lắc đầu nói. Xét đến cùng không phải ta suy tính cho người khác, coi như chỉ tự suy tính cho chúng ta thôi. Bản thân lời nguyền rủa đã là con dao hai lưỡi, hại người hại mình. Vì nguyền rủa người khác, người sống phải mang lòng thù hận. Bách tính đã chết cũng không thể an nghỉ. Khi còn sống họ nhận hết đớn đau, sau khi chết còn phải ký sinh trên xác thịt của người khác, biến thành loại quái vật này. Người cũng thấy những thứ trên chân người kia, hôm nọ rồi mà, đống mặt người thoi thóp khác ngoài đó khá hơn người bị nhiễm bao nhiêu chứ nguyền rủa trung quy cũng có ngày phản vệ không có kết cục tốt đâu bị bác bỏ hết lần này đến lần khác mộ tình cũng sắp mất kiên nhẫn nói chỉ sợ còn chưa chờ được bọn chúng không có kết cục tốt bên ngài đã không có kết cục tốt trước rồi ngài không có con đường thứ ba cũng không tìm được chén nước thứ hai đâu tỉnh lại đi điện hạ ngài không còn thời gian nữa rồi tạ liên cảm thấy hơi choáng đầu mắt nhắm lại nói Người khoan hãng nói để ta cân nhắc lại đã. Cuối cùng mộ tình cũng nhìn hết nổi làm bà mắng. Ngài thật đúng là, băn khoăn khổ sở cũng là ngài, bây giờ biện pháp bày ngay trước mặt ngài, không chịu làm cũng là ngài. Ngài thật đúng là, có thôi không thì bảo, nhìn cái điệu bộ quái quỷ của ngài mà phiền chết, tín đồ của ngài đúng là xui xẻo tám đời. Phòng tín im lặng nghe hai người họ tranh luận cả buổi, do không đề xuất được ý kiến gì hay nên vẫn không xen mồm vào. Lúc này thình lình nâng tay tung một trường mắng, người có thôi không hả? mộ tình bị một trưởng của phong tín đầy lùi lại vài bước tạ liên hỏi phong tín phong tín nói điện hạ ngày mặc kệ ta đi đoạn quay sang nói với mộ tình ngươi phiền cái gì ngươi nói thử nghe xem ngươi có gì để phiền ta nhịn ngươi lâu lắm rồi nhưng hôm nay ta không nhịn được nữa mẹ nó ta thật sự rất chướng mắt kẻ như ngươi rõ ràng chỉ là phó tướng không nhờ điện hạ đề bạt thì chẳng biết ngươi còn đang đói mốc mỏ ở xó nào cớ gì lúc nào cũng bày ra điệu bộ ngươi thông minh nhất ngươi hiểu rõ nhất ngươi mạnh hơn ngày ấy chứ nếu ngươi thật sự bản lĩnh đến thế sao ngươi không phi thăng mà điện hạ đã phi thăng mộ tình nói ta tạ liên kéo phong tín bỏ đi phong tín mộ tình cũng vì lo lắng cho thế cuộc phong tín ngắt lời hắn lo lắng quái gì điện hạ ta nói cho ngài biết hắn chỉ là muốn tìm cơ hội dạy đời ngài thôi mọi cơ hội có thể chứng tỏ mình lợi hại hơn ngài hắn sẽ không bao giờ bỏ qua bởi vì trong lòng hắn thật sự cảm thấy mình bản lĩnh hơn ngài một kẻ lạnh nhạt đến thế bình thường có thấy hắn yêu nước tiên lạc mấy đâu bây giờ biết lo lắng rồi sao nói xong lại quay sang mộ tình ngươi tưởng ta không nhìn ra trong lòng ngươi cho rằng điện hạ là tên ngốc sao mọi khi ẩm ương quái gở lên lút trợn mắt ta dáng nhịn lên thượng thiên đình chưa bao giờ đứng chỗ mình nên đứng ta cũng nhịn ngươi thích thể hiện cũng không phải mấy lần đầu tiên được cho ngươi thể hiện dù sao chút phân lượng của ngươi cũng không làm phản được điện hạ không so đo với ngươi ta cũng lười để ý ngươi nhưng nếu ngươi được đà lấn tới đừng trách ta không khách sáo nghe cho kỹ đây Ngươi thích dùng loại thủ đoạn ti tiện đó Ta chẳng lấy làm lạ gì Nhưng điện hạ là điện hạ Bất luận ngày ấy quyết định làm thế nào Ngươi cũng tôn trọng một chút cho ta Bớt khoa tay múa chân Bớt mẹ nó quên mất thân phận của mình đi Trong lúc phong tín nói lời này Tạ Liên đã ngăn cản nhiều lần Nhưng có lẽ vì phong tín nín quá lâu Nên không tài nào cản nổi Hắn mắng ra tuốt luôn Cứ nghe một câu Sắc mặt của mộ tình lại trắng thêm một phần Hình như ban đầu còn muốn ra tay Nghe đến cuối cùng Lại chẳng nói chẳng rằng Quắc mắt nhìn chằm chằm phong tín tạ liên tức giận mà nói xong chưa có phải muốn ta đá hai người các ngươi xuống dưới không phong tín mặt mày đỏ gay nhìn là biết máu nóng lên não hắn ngẩng cổ nói đá thì đá ta không quan tâm thần quan là cái thá gì nếu không phải điện hạ điểm mặt ông đây cũng chẳng thèm làm nhưng cho dù bị đá xuống làm người phàm ta vẫn sẽ hết mực trung thành với điện hạ ngài Ngài nói một câu ta sẽ sông lên đầu tiên, ta khinh nhất kẻ vong ơn phụ nghĩa, còn cái tên này nếu không hưởng sái hào quang của ngài, hắn chả làm được thần quan đâu, chưa chắc còn chịu cam tâm tình nguyện đi theo ngài, ta dám chừng một câu lọt tai cũng chẳng có. Nói xong rồi. Mộ tình vốn dĩ mím môi không đáp, dáng nhịn nãy giờ, cuối cùng không nhịn được nữa, mắng lại. Hưởng sái hào quang cái đầu ngươi, ngươi giỏi rát vàng lên mặt mình quá đấy, ngươi thì biết cái gì. Tạ liên nổi điên quát, tất cả câm miệng cho ta, câm miệng. Hai người miễn cưỡng ngậm miệng. Lần này tranh cãi quá gay gắt, e rằng chơi nối câu cũng không cứu vãn nổi, vất vả lắm mới ngừng được cơn giận. Tạ Liên đau đầu nói, tóm lại, nguyền rủa là chuyện tuyệt đối không thể làm. Mộ tình cười lạnh một tiếng nhưng vẫn đáp, ừ, quyền quyết định ở ngài. Phong tín lời ít mà ý nhiều, nghe lời ngài. Mộ tình khôi phục vẻ mặt hở hững nói, có hậu quả gì điện hạ cứ tự gánh là được. Phong tín cười nhạo chứ không nói, ngay sau đó Tạ Liên mở miệng đương nhiên ta đã nghĩ đến đúng lúc này cả ba cảm nhận được một trận rung động dữ dội lúc thân mình lung lay tạ liên ngạc nhiên hỏi chuyện gì thế này phong tín kịp phản ứng trước nói động đất hễ có động đất đất có thương vong tạ liên hét cứu người nào ngờ ba người đang định xông ra chỉ thấy dưới giường có một người vội vàng lan ra chìa tay nói biểu ca biểu ca đừng quên ta đưa ta theo với vừa thấy đối phương tạ liên càng kinh ngạc hơn thích dung sau ngươi lại ở trong cung của ta tạ liên làm sao hiểu được cuộc sống kỳ dị mỗi ngày của thích dung chính là suốt ngày chạy khắp nơi vơ vét tất cả những gì liên quan đến hắn không biết thích dung lén lút nấp ở đây nghe lòm từ bao lâu hiện tại tình hình nguy cấp nên chẳng có thời gian hỏi tiếp tạ liên kéo thích dung chạy ra ngoài ném cá đến một chỗ trống trải thấy trong hoàng cung loạn hết cả lên vô số cung nhân la hét chạy ra từ trong cung điện nguy nga tráng lệ hắn quát lớn có ai bị thương không có ai bị nhốt không may là không lâu sau động đất ngừng lại dò hỏi một phen hình như cũng không có thương vong gì. Tiếc rằng tạ liên còn chưa thả lỏng, chợt nghe thêm một đợt tiếng thét chói tai. Rất nhiều người nâng tay chỉ về phía bầu trời sau lưng hắn. Tạ liên quay phát đầu, con ngươi đột nhiên co rút. Chỉ thấy ngay giữa hoàng cung, một tòa bảo tháp lộng lẫy đồ sổ đang từ từ ngả sang một bên. Thiên tháp sắp đổ. Tòa thiên tháp này được gọi là tháp của thiên nhân. Ít nhất cũng mang trăm năm lịch sử là một trong những biểu tượng của hoàng cung tiên lạc cũng là kiến trúc cao nhất Hoàng Cung Tiên Lạc. Nó tọa lạc tại khu vực chính giữa Hoàng Cung và Hoàng Thành, là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Tháp này mà đổ tất sẽ tử thương vô số. Cung nhân trong Hoàng Cung và người đi đường ngoài cung chạy trốn càng thục mạng. Tạ Liên thấy vậy, tay phải tức tốc biến ra mấy pháp quyết, hô lớn về phía Thái Thương Sơn. Tới đây! Tòa tháp tiếp tục từ từ nghiêng đổ. Lúc nó vẹo xuống một phần ba, mọi người bất chợt phát giác một trận rung động khác. Trận rung động này cũng truyền đến từ mặt đất, nhưng khác với rung động của động đất. Nó rung từng chập từng chập, có nhịp độ của mình, hơn nữa càng lúc càng nhanh, mỗi lúc một gần. Chờ tòa thiên tháp lại vẹo thêm vài phần, cuối cùng mọi người cũng phát hiện. Thì ra trận rung động đó là tiếng bước chân của vật gì? Một pho tượng vàng khổng lồ cao hơn trăm trượng, tầm 17 mét. Một tay cầm kiếm, một tay cầm hoa, thân thủ hào quang xài bước về phía hoàng cung bên này. Lập tức có người kinh hãi kêu lên Chẳng phải đây là tượng thái tử trong cung tiên lạc ở hoàng cực quán sao Quả nhiên càng ngày càng có nhiều người nhận ra Đúng rồi chính là pho tượng vàng đó Các ngươi nhìn kìa Nó chạy xuống từ thái thương sơn đấy Mỗi bước của tượng vàng xài dài mấy trưởng Nhưng lại không dẫm chúng người nào Đùng 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 Nó lao như bay vào hoàng cung Đỡ lấy tòa thiên tháp đang ngã xuống Ngừng xu thế sụp đổ Ánh vàng lấp lóe dưới nắng chiều, thân tượng trói lọi dơ hai tay, dùng sức của chính mình cố gắng đỡ lấy bảo tháp đổ sộ sắp ngã xuống. Cảnh tượng ấy quả là kỳ diệu tột bậc, khiến cho vô số người bên dưới chố mắt nghẹn họng thán phục không thôi. Tạ Liên thì chậm rãi rút tay về, ngửa đầu nhìn pho tượng thần. Khi nhìn đến gương mặt tuấn tú điềm tĩnh bằng vàng đó, trong lòng thoáng chút hiện mê man. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo tại kênh youtube Kể Chuyện Đêm Khuya. Chương 88 mãi mãi ghi nhớ vĩnh viễn không quên đây là pho tượng thần đầu tiên mọi người dựng cho hắn cũng là pho tượng thần đồ sộ trang nghiêm nhất ngày trước thấy mình như thế tạ liên luôn bình chân như vậy không thấy có vấn đề gì nhưng giờ phút này đây hắn lại cảm thấy pho tượng khổng lồ lấp lánh ánh vàng đó mới xa lạ làm sao không kìm được mà nghĩ đây thật sự là mình ư bên kia phong tín và mộ tình chia nhau kiểm tra xem có người nào bị nhốt chưa được phát hiện không Chút mê man chợt lóe rồi qua, thấy đoàn người dần dần ổn định lại, tạ liên thở phào nhẹ nhõm. Nhưng còn chưa thở phào xong, hắn bỗng cảm nhận được một cơn áp lực truyền đến, cõi lòng lập tức căng thẳng. Tòa thiên tháp này dù sao cũng quá cao, quá nặng rồi. Dường như pho tượng thần cũng cảm thấy khó nhọc, hai tay nó khẽ run, hai chân nhấn khuỵu xuống, thân vàng cao lớn cũng bị đè cong, chỉ có nụ cười mỉm vẫn giữ nguyên như trước. Thấy thế, tạ liên lập tức triệu pháp quyết, nhưng pháp quyết vừa vận ra lòng hắn chợt lạnh toát pho tượng vàng chẳng những không đứng dậy mà còn khom xuống thêm chút nữa mắt sắp thấy không chống đỡ nổi hai tay tạ liên cũng bắt đầu run theo hắn chưa bao giờ có cảm giác thế này trong nhận thức của hắn hắn muốn đánh ngọn núi nào ngọn núi đó sẽ đổ sập táp lự hắn dẫm bước nào nơi muốn gây chấn sẽ đất rung núi chuyển điều mà trước nay hắn chưa bao giờ nếm trải chính là lực bất tòng tâm Bất đắc dĩ quá, tạ liên đành cắn răng tung người bay lên, ngồi dưới chân tượng vàng khổng lồ, dồn sức giơ tay huy động pháp quyết lần nữa. Lần này hắn đích thân ra trận. Quả nhiên pho tượng vàng lại đứng dậy, đoạn ngẩng phát đầu đỡ tòa thiên tháp nghiêng ngả lên lần nữa. Tuy nói đã đỡ được nhưng trên lưng và trong lòng tạ liên đã giàn ruộng mồ hôi lạnh. Mà vô số người trong hoàng cung không biết, hắn có nỗi thống khổ không nói nên lời. Hết người này đến người nọ đua nhau quỳ lại pho tượng vàng kỳ vĩ hô to. Quốc nạn ập xuống thái tử điện hạ hiền linh rồi. Điện hạ xin ngài nhất định phải cứu chúng ta, cứu bách tính bảo vệ chúng sinh cắn răng một hồi tạ liên gắng hưởng lên tiếng xin mọi người đứng dậy lùi lại hết đi lùi xa một chút đừng vây quanh chỗ này ta nói đến đây tạ liên phát hiện khí đan điền của mình thế mà lại không đủ giọng nói của hắn bị vùi lấp trong tiếng hô hào như thủy triều càng muốn phóng to càng phát hiện mình nhỏ bé tạ liên hít sâu một hơi đang định hét lớn một bàn tay đột nhiên túm lấy cổ chân hắn tạ liên cúi đầu thấy thích dung thì vội nói thích dung người mau xuống dưới bảo mọi người đừng vây quanh chỗ này nữa coi chừng sụp đó Câu này là bột miệng thốt lên, nhưng sau khi nhận ra bản thân mình nói gì, tạ liên bỗng thấy giận cả người. Hắn của ngày xưa, đừng nói thốt ra câu thế này, ngay cả suy nghĩ tương tự cũng tuyệt đối không có. Cho dù trời thật sự sắp sụp, tạ liên vẫn tin mình nhất định có thể chống nổi. Nhưng hắn của hiện tại lại phát hiện một việc cực kỳ đáng sợ. Không tin nữa. Không chỉ mọi người không tin hắn, ngay cả bản thân hắn cũng không tin chính mình nữa. Thích Dung thuận miệng đáp. Làm sao sụp được, chẳng phải có huynh đỡ rồi sao nghe xong câu này lòng tạ liên lại run rẩy thích dung hoàn toàn không chú ý đến gương mặt hơi tái của hắn mắt lóe ánh xanh cất giọng biểu ca để ta giúp huynh nhé tạ liên ngẩn ra ngươi giúp ta ngươi giúp ta thế nào thích dung đáp ngay không nghĩ ngợi chẳng phải huynh nói biết cách chế tạo dịch mặt người sao huynh nói cách đó cho ta ta giúp huynh nguyền rủa người vĩnh an ta giúp huynh giết bọn chúng quả nhiên gã núp dưới gầm giường nghe hết những gì ba người nói tạ liên tức đến cạn sức Ngươi, ngươi đúng là càn quấy, ngươi biết cái gì là nguyền rủa không? Thích Dung lại dừng dưng đáp, biết chứ, chỉ là nguyền rủa thôi mà. Biểu ca, ta nói huynh nghe, ta có thiên phú ở phương diện này lắm, ta thường xuyên nguyền rủa cha ta, ta nghi lão ta bị nguyền rủa chết đó. Huynh, tạ liên nghe không nổi nữa, nói, ngươi đi đi. Thích Dung vội kêu lên, không không, không được, huynh không cho ta biết cách nguyền rủa cũng được, vậy huynh cho ta biết, rốt cuộc làm sao mình ngờ được dịch mặt người. Tạ liên lòng như lửa đốt, thích Dung lại hỏi, Huynh biết đúng không? Huynh biết tại sao binh sĩ không bị nhiễm phải không? Biểu ca, Huynh cho ta biết rốt cuộc tại sao đi được không? Lúc này vẫn còn rất nhiều người cung nhân tụ tập gần đó. Chẳng biết có bao nhiêu đôi tai đang lắng nghe. Tạ Liên sợ lộ tin sẽ gây náo loạn nên ngậm miệng không nói. Thế mà thật sự có người kìm lòng không đặng ngẩng đầu hỏi. Thái tử Điện Hạ, điều này là thật sao? Ngài thật sự biết cách chữa khỏi dịch mặt người sao? Vậy tại sao ngài không nói? Trong mắt những người này cũng lấp lét ánh xanh, hệt như thích dung. Tạ Liên ngậm chặt miệng kẻ răng bật ra mấy chữ không ta không biết đám người khẽ nhốn nháo nhưng không quá loạn lúc này phong tín đã trở lại từ xa nhìn thấy thích dung ngoài người bên cạnh tạ liên bèn hét lớn làm gì thế làm gì thế tạ liên vội nói phong tín mau lôi nó xuống phong tín đáp lời xong đến thích dung lại bỗng túm lấy tạ liên khẩn thiết nói biểu ca huynh nhất định sẽ đánh bại người vĩnh an tống cổ hết bọn chúng phải không huynh sẽ bảo vệ chúng ta huynh nhất định sẽ làm được đúng không nếu là mấy tháng trước may ra tạ liên còn có thể tràn trề nhiệt huyết đáp lớn tiếng ta sẽ bảo vệ các ngươi nhưng bây giờ hắn không dám nữa sắc mặt thích dung kích động tột độ tạ liên nhìn gã mà thấy hơi ngờ ngạc bởi vì hắn biết rõ thích dung hoàn toàn không phải loại người yêu nước thương dân dẫu cho đất nước đang cơn nguy cấp đáng ra gã chỉ sợ hãi là nhiều sao lại kích động thế này qua giây lát hắn đột nhiên nhớ đến một việc cha của thích dung hình như cũng là người vĩnh an Thấy hắn không đáp, giọng nói của Thích Dung bắt đầu thảm thiết. Thái tử biểu ca, chắc chắn, Huynh sẽ không bỏ mặc không lo vậy đâu nhỉ. Lẽ nào chúng ta phải mặc cho kẻ khác trà đạp ức hiếp thế này sao? Lẽ nào, lẽ nào chúng ta không có biện pháp nào hay sao? Nghe lời chất vấn của Thích Dung, lòng tạ liên khổ sở không thôi. Bởi vì hắn nhận ra Thích Dung nói không hề sai. Đối mặt với tình hình này, hắn thật sự không có biện pháp nào hết. Phong tín mở miệng, ta đi xin quốc vương giam gã lại. Thích Dung bị phong tín lôi xuống vẫn còn cố vùng vẫy gào giống. Huynh nhất định phải chống đỡ, Huynh nhất định không được ngã. Không được ngã. Tạ Liên cũng biết mình không thể gục ngã. Cho dù bách tính xung quanh đã tản đi, tòa thiên tháp vẫn không thể đổ được. Nếu nó đổ xuống, không chỉ di tích trăm năm của Hoàng Cung bị hủy trong chớp mắt, mà rất nhiều nhà cửa của người dân tại trục chính của đường Thần Võ cũng sẽ bị đập nát bấy. Hơn nữa, trong tháp còn niêm phong cất giữ vô số chân bảo hiếm có và sách cổ trăm năm của bao đời tổ tiên không thể di rời toàn bộ trong một sớm một chiều thiên tháp mà đổ tất cả sẽ mất sạch đồng thời linh khí vương đô của tiên lạc mà nó chấn giữ cũng sẽ đứt triệt để song pháp lực của tạ liên cũng như nguồn nước ở vĩnh an dường như đang ngày một cạn kiệt muốn chống đỡ tượng vàng khổng lồ này tạm thời hắn không thể rời khỏi vị trí chỉ có thể giao việc thủ thành cho phong tín và mộ tình còn mình thì cố thủ tại chỗ tĩnh tâm ngồi thiền do tượng vàng cao năm trượng này vốn là tượng thần chấn giữ hoàng cực quán trên núi thái thương tạ liên triệu nó tới đây các tín đồ không có tượng thần để vái lại nên cũng ùa đến đây như ong vỡ tổ cầu phúc trước tượng ngay ngoài trời tuy nói nơi đây là hoàng cung lẽ ra người ngoài không được vào nhưng một là hầm ngầm làm đổ sụp đoạn tường cung điện không bao lại được nữa hai là hiện tại cục diện ở hoàng thành thiên lạc đang dối như tơ vò không đủ nhân lực trông coi bà là sợ khơi dậy lòng người căm phẫn của dân chúng lại gây nên bạo động vì vậy không thể không cho bọn họ vào tạ liên ngồi yên một chỗ ngày nào quốc vương và hoàng hậu cũng đến thăm hắn ngơ ngơ ngác ngác chịu đựng mấy ngày hắn vừa dốc sức vừa đỡ thiên tháp vừa tích sức chờ đợi cơ hội bứt ra quốc vương cũng chẳng dễ chịu hơn hắn là bao mái tóc đã bạc phơ rõ ràng còn đang tráng niên vậy mà như đã hơn năm chục tuổi cha con gặp nhau nhìn nhau không nói nhưng hòa hảo hơn xưa nhiều hoàng hậu chăm sóc tạ liên từ nhỏ đến lớn trước nay chỉ thấy dung mạo thanh tú tư thái thiên nhân của nhi tử yêu dấu bây giờ thấy hắn kham khổ canh giữ nơi này nếm đủ nắng gắt mưa to gió lớn còn không chịu cho người khác đến quá gần che chắn cho mình lòng bà vô cùng xót xa đích thân đứng dưới mặt trời chói trăng, cầm dù che nắng cho hắn giữ được một lúc tạ liên sợ mẹ đứng lâu sẽ mệt bè nói mẫu hậu về đi con không cần mọi người đừng đến đây cũng đừng sai người tới gần con sợ Hắn sợ điều gì cuối cùng vẫn muốn nói lại thôi. Hoàng hậu đưa lưng về phía các tín đồ tụ tập ở đây, nhịn một hồi rồi vẫn không kìm nổi nước mắt. Hoàng nhi, con chịu khổ rồi. Con, sao con phải chịu tội thế này? Để che giấu dáng vẻ tiểu tụy, hoàng hậu trang điểm rất đậm. Nước mắt vừa chảy làm lấm lem son phấn, càng lộ rõ đây chỉ là một phú nhân đã qua tuổi xuân thì Bà xót thương nhi tử khóc lóc vì con, nhưng không dám khóc lớn, sợ bách tính sau lưng phát hiện, Quốc vương vịn vai hoàng hậu Tạ Liên cũng ngẩn ngơ nhìn mẹ mình Bất cứ khi nào gặp phải đau khổ Người mà chúng ta nghĩ đến đầu tiên Chính là người thương yêu nhất với mình Với Tạ Liên người đó chắc chắn là mẹ hắn Có lẽ nói ra chẳng được ích gì Nhưng ngày ngày mệt mỏi dằn vặt Cứ từng nhát đau đến tận bây giờ Lúc này hắn thật sự muốn biến lại Thành một đứa trẻ 10 tuổi Nhào vào lòng mẹ khóc lớn một hồi Nhưng cho đến hôm nay Tất cả con đường đều do chính bản thân hắn lựa chọn tình cảnh của cha mẹ đã khốn khổ lắm rồi biết bao bách tính cũng đang ở trên dưới trông mong nhìn hắn hắn tuyệt đối không thể biểu lộ chút mềm yếu nào nếu ngay cả hắn cũng không chống nổi còn ai chống được nữa đây vì vậy tạ liên dối lòng mẫu hậu người đừng lo lắng con không sao con không thấy khổ chút nào hết khổ hay không khổ chỉ có lòng hắn tự tỏ tường vài công nhân diều quốc vương và hoàng hậu sau khi cha mẹ đi bước nào quay đầu bước nấy rời khỏi đây tạ liên lại dầm mình dưới nắng trói trang mơ màng buồn ngủ nhắm mắt lại không biết qua bao lâu hắn mở mắt ra hoàng hôn phía chân trời đang phủ xuống nắng chiều dần phai bên dưới lác đác thưa thớt chẳng còn sót lại bao nhiêu tín đồ nhưng hắn cúi đầu chỉ thấy một đóa hoa nhỏ lẻ loi đặt cách mình không xa tạ liên cũng không dám chắc chỗ đó có thêm một đóa hoa từ bao giờ nhưng vẫn dành ra một tay nhặt nó lên đó là một đóa hoa nhỏ xíu hoa trắng như tuyết đài hoa xanh mượt cuống hoa mỏng yếu còn vương giọt xương tựa nước mắt trông có vẻ rất đáng thương, mùi thơm nhàn nhạt, nhạt, hệt như từng quen biết, không ấn tượng nhưng thấm sâu vào lòng. Tạ Liên kìm lòng không được nắm chặt bông hoa, đặt sát cạnh lồng ngực. Đúng lúc này một mùi máu tanh bất ngờ sọc vào mũi, át mất mùi hoa trong veo. Tạ Liên ngẩng đầu lên, mắt hoa hết cả, mà một bóng người gào rú lao về phía hắn. Tại sao, tại sao? Tạ Liên giật mình, phát tay áo hất kẻ đó ra, cố gắng vực dậy tinh thần hỏi, kẻ nào? Bị cái phát tay của Tạ Liên hất ra, kẻ nọ lăn vòng vòng dưới đất tạ liên còn phải đỡ tượng vàng năm trượng nên không dám đứng dậy cũng không dám lại gần nhưng hắn tức khắc nhận ra kẻ đó là ai kẻ này chỉ có một chân chính là thanh niên tặng dù cho hắn rồi bị hắn tự tay chặt mất một chân thanh niên đó mình mẩy bê bết máu hai bàn tay loang lổ máu tươi chính vì dùng cả tay lẫn chân bò một mạch tới đây dưới đất vẫn còn để lại một vệt máu đáng sợ cậu ta gắng gượng ngồi dậy tạ liên kinh ngạc hỏi ngươi sao ngươi lại ra ngoài chẳng phải ngươi đang an dưỡng trong rừng bất u sao Thanh niên không trả lời mà dùng cả tay lẫn chân bò về phía Tạ Liên. Vì cậu ta chỉ có một cẳng chân thoạt nhìn hết sức đáng sợ. Tạ Liên nói: "Ngươi?" Thanh niên thình lình săn ống quần bên chân phải còn sót lại quát: "Tại sao?" Nhìn kỹ lại trên chân phải của hắn thế mà lại là một gương mặt người méo mó. Một trong những điều mà Tạ Liên lo lắng nhất quả nhiên đã xảy ra. Nếu không phải hắn vốn đang ngồi e rằng đã ngã xuống rồi. Thanh niên kia đấm đất gào thét: Tại sao ngài lại chặt chân của ta? Ta vẫn tái phát đây này, chân của ta cũng mất rồi, tại sao chứ? Ngài trả lại chân cho ta, ngài trả lại chân cho ta. Hôm tặng dù nụ cười của thanh niên khi nhét dù vào tay hắn vẫn còn hiện rõ trước mắt, bây giờ bộ dạng lại như điên như dại, so ra thật sự quá thảm thương. Đầu óc của Tạ Liên đã loạn cào cào, u mê hồ đồ run giọng nói, "Ta..." Hồi lâu sau hắn mới phản ứng lại nói, "Ta, ta giúp ngươi." nói xong hắn lập tức làm phép áp chế tà khí dịch độc trên chân thanh niên. nào ngờ tiếng kêu gen bỗng vang bốn phía, lại có ba bốn người nhào tới khóc lóc van nài. điện hạ cứu ta, điện hạ cứu ta với. điện hạ ngài nhìn mặt ta đi, ta đã cắt nửa mặt bên rồi, sao lại vẫn chưa khỏi bệnh? tại sao chứ? rốt cuộc phải làm thế nào mới trị hết được? điện hạ ngài nhìn ta đi, ngài nhìn ta đã biến thành dạng gì rồi? hình ảnh máu me đầm địa cưỡng ép ập vào mặt hết lần này đến lần khác, hai mắt tạ liên dại ra hai tay không biết nên vung về hướng nào lẩm bẩm không nhìn ta không nhìn ta không muốn nhìn hóa ra sau khi tái phát tập thể cuối cùng những bệnh nhân nhiễm dịch mặt người trong rừng bất u cũng nổi dậy bạo loạn lại còn thoát khỏi tay các binh sĩ và y sư chăm sóc mình túa ra ngoài tìm hắn bọn họ đã chạy loạn cào cào rồi nếu không mau chấn áp bệnh độc của đám người này chỉ e dịch mặt người sẽ càng lan truyền nhanh hơn Tạ Liên nhắm mắt cố gắng vận sức, muốn giúp mấy người đó áp chế dịch độc, tạm hoãn đau đớn. Thế nhưng bên này vừa áp chế, lập tức có nhiều người hơn xông về phía hắn. Điện hạ còn ta nữa giúp cả ta nữa. Bị mười mấy người vây quanh, Tạ Liên thoáng cái, cảm thấy tượng vàng bên trên có vẻ lung lay sắp đổ. Không khỏi hoảng hốt nói, chờ đã, chờ đã, ta... Một kẻ nhìn không được la ó, không chờ được nữa, ta không muốn chờ thêm nữa, ta đã chờ quá lâu rồi. Điện hạ sau ngày chữa cho hắn mà không chữa cho ta. Dần già giọng nói bao quanh hắn đổi thành Tại sao ngài chữa cho gã giảm hẳn Mà chữa cho ta lại không khá hơn là bao Ngài là thần cơ mà Sao lại không công bằng như thế Ta muốn công bằng Tạ liên cãi lại Không phải Không phải ta không công bằng Đây không phải là vấn đề của ta Là do bệnh tình của các ngươi không giống nhau Còn không ngài đừng giúp Nếu giúp thì phải giúp cho chót Bây giờ muốn rũ bỏ trách nhiệm Không làm gì nữa là ý gì Tùy thuộc vào ngài à Tạ liên thấy hơi khó thở Không phải ta muốn rũ bỏ trách nhiệm Chỉ là ta phải chờ một chút. Có phải ngài biết cách chữa khỏi bệnh này không?" Tạ Liên há miệng. "Nếu ngài biết tại sao không chịu nói cho bọn ta?" Tạ Liên ôm đầu. "Ta không biết. Ngài nói láo, ta nghe người khác nói rồi, rõ ràng ngài có biết. Ta nhìn thấu ngài rồi, ngài không chịu nói cho bọn ta căn bản là vì ngài muốn bọn ta luôn phải cầu xin ngài thế này, để ngài dễ bề lừa gạt sự thờ phụng của bọn ta. Lừa đảo, ngài là một tên lừa đảo. Rốt cuộc cách chữa là gì, ngài mau nói đi, sao không chịu nói?" sắc mặt tạ liên trắng bệch hai mắt rời rạc bị vô số đôi tay xô tới đẩy lui còn có bàn tay hung tận bóp cổ hắn thế là cảnh tượng khôi hài xuất hiện rõ ràng hắn là thần tiên nhưng lúc này đáy lòng lại có một giọng nói yếu ớt cất lên cứu mạng dường như có ai đang kéo những bàn tay đó ra rồi lại như không có tạ liên chẳng còn rõ nữa chỉ biết đám người sẹo máu đầy mặt cụt tay cụt chân này có vẻ muốn xé xác mình thành từng mảnh chia nhau ăn không biết qua bao lâu từ xa truyền đến từng tiếng kèn lệnh như quỷ khóc đám người chỉ lo kêu khóc sâu xé chẳng buồn ngó ngàng đến kèn lệnh tạ liên lại giật bắn mình bởi vì hắn biết đó là kèn lệnh chiến thắng của người vĩnh an tạ liên không ngồi yên được nữa hoặc là không chống đỡ nổi nữa thân thể đổ nghiêng quỳ xuống phía trước cùng lúc đó tượng vàng năm trượng mà hắn khổ sở chống đỡ bao ngày cũng cùng tiến cùng lùi với hắn thoáng chốc như mất đi sinh mệnh ầm ầm sụp đổ đi cùng tiếng vang rầm rập rầm rập tòa thiên tháp đồ sộ nặng trịch sụp xuống tan xương nát thịt hệt như pho tượng vàng vốn dĩ tượng vàng sẽ không vỡ nhưng do tạ liên đã dồn quá nhiều pháp lực vào nó hy vọng nó đỡ được tòa thiên tháp vì vậy nó đã sớm trở nên cực kỳ mỏng manh các bệnh nhân trốn khỏi rừng bất u kẻ chạy kẻ chết kẻ bị thương người trong hoàng cung và ngoài phố tháo chạy tán loạn có người trốn mảnh vụn của thiên tháp người thì trốn đám bệnh nhân nhiễm dịch mặt người đáng sợ kia Tạ Liên đưa hai tay ôm đầu, loạn choạng lào đảo, chạy một mạch về phía cổng Hoàng Thành. Lầu cổng thành bốc lửa, khói đen cuồn cuộn, Tạ Liên chạy ào lên lầu, lướt qua vô số binh sĩ đang chật vật rút lui. Đứng trên lầu cổng thành hắn cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể dương gương mặt lấm lem cho bụi và nước mắt chẳng biết chảy dài từ bao giờ, ngỡ ngàng nhìn xuống dưới. Trong tầm mắt mơ hồ xác chết nằm la liệt đầy đất, chỉ có một bóng người mặc bạch y đứng giữa chiến trường, tay áo bay phần phật thân hình đó không phải là thiếu niên mà là một thanh niên vừa ngoảnh đầu trông thấy tạ liên ở đằng xa gã phóng khoáng vẫy tay dường như sắp lướt khỏi thấy vậy tạ liên hét lớn đừng đi hai lần trước gặp mặt gã luôn dùng da giả nhưng trực giác nói cho hắn biết lần này chắc chắn là chân thân vì vậy hắn không hề do dự trèo qua tường thành tung người nhảy khỏi lầu cổng thành trong cuộc đời này tạ liên từng nhảy xuống từ nơi cực cao vô số lần cậy vào pháp lực cao cường và võ nghệ tinh thông của mình, lần nào hắn cũng an toàn tiếp đất, lần nào cũng ngạo mạn đắc ý, lần nào cũng là cảnh tượng thiên nhân lên đài chuẩn mực trong thần thoại. Nhưng lần này, hắn không còn là thần thoại nữa. Vừa tiếp đất, tạ liên đứng không vững, trái lại còn ngả sang một bên. Một cơn đau như kim châm mối sát thoáng chốc lan từ chân ra khắp người. Hắn té gãy chân. Té gãy chân thật ra cũng chẳng sao, rất nhanh đã khỏi rồi chỉ là từ hôm đó trở đi tạ liên như biến thành một người khác hắn giống như là đã đánh mất linh hồn không còn vẻ oai phong lẫm liệt ngày nào nữa thua trận đầu lại có trận thứ hai thứ ba hắn không muốn xuất kiếm cũng không muốn ra trận nhưng vì chẳng có ai chắn đằng trước thay mình tạ liên chỉ có thể kiên trì đến cùng thôi lên chiến trường thật ra hắn không có sa sút tinh thần hay lơi lỏng quả thật đã cố gắng hết sức nhưng không hiểu vì sao rõ ràng tính tuổi thật Hắn chỉ mới đôi mươi, vậy mà tay cầm kiếm đã bắt đầu run rẩy như lão già gần đất xa trời rồi. Tay run bần bật, lòng đầy sợ hãi, hơn nữa chính bản thân tạ liên cũng không rõ. Rốt cuộc cụ thể là người nào hay vật nào khiến mình sợ hãi đến thế. Dần già về sau, các tướng sĩ ban đầu hết mực kính trọng hắn cũng từ từ mất kiên nhẫn với hắn. Tạ liên biết rất nhiều người bắt đầu lan truyền một cách nói như thế này. Võ thần khỉ gì chứ, rõ ràng là một tên ôn thần. Nhưng Tạ Liên không tài nào phản bác nổi. Đơn giản là vì chính bản thân hắn cũng hoài nghi. Phải chăng mình thật sự đã biến thành ôn thần? Nếu chỉ vậy thôi cũng còn đỡ. Với nước tiên lạc mà nói, tai họa ngập đầu thật sự chính là dịch mặt người. Cuối cùng đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát. 500 người, 1.000 người, 2.000 người, 3.000 người. Sau cùng Tạ Liên không dám hỏi hôm nay lại có thêm bao nhiêu người nhiễm bệnh nữa. Tựa như lời tuyên án cuối cùng truyền xuống cho Tạ Liên, ngày hôm ấy rốt cuộc thiên giới cũng mở cổng với hắn truyền cho hắn một tin báo thái tử điện hạ nên trở về thượng thiên đình rồi chuyến này trở lại thứ đang chờ đợi hắn là gì khỏi cần nói cũng biết phong tín và mộ tình có hiếm khi cảm thấy bất an xong tạ liên lại lo lắng chuyện khác hắn nói với hai người họ trước khi đi ta muốn về một nơi xem thử phong tín hỏi nơi nào tạ liên đáp hoàng cực quán im lặng giây lát phong tín mở miệng đừng đi tạ liên đã tự bỏ ra ngoài Phong tín gọi, điện hạ. Nhưng hắn ngăn không được, chỉ có thể đuổi theo cùng mộ tình. Ba người đi bộ lên núi. Hoàng cực quán, đây là nơi điện thần đầu tiên của tiên lạc mọc lên. Và cũng là nơi tượng thần đầu tiên của hắn Khánh Thành. Có điều do yêu cầu của quốc sư, ba ngàn đệ tử đã bị xua hết xuống núi từ lâu. Bây giờ hoàng cực quán chỉ là một đạo quán trống rỗng mà thôi. Đi tới lưng chừng núi, tạ liên đưa mắt nhìn xuống. Chỉ thấy khắp hoàng thành là ánh lửa nghi ngút bốc từng đám. Dọi sáng rực cả trời, đẹp mắt vô cùng. Phong tín lại giận đến tím mặt mắng. Cây lũ điên này. Tạ liên bình thản nhìn ngọn lửa. Phong tín lại nói tiếp. Đừng nhìn nữa, có gì hay mà nhìn. Thời gian qua, phong tín từng mắng tạ liên vô số lần. Ngài thích tự chuốc khổ vào thân hay là muốn sao đây? Thành thật mà nói, tạ liên cũng không biết rốt cuộc mình muốn cái gì. Hắn chỉ biết rằng... Chỉ cần mình có thêm một đạo quán nào bị đốt hay đập phá, hắn sẽ kìm lòng không đặng nhất định phải đích thân đi xem. Xem rồi lại chẳng nói chẳng rằng Cũng không thể can ngăn Chỉ cho mắt đứng nhìn thôi Có gì hay mà nhìn Hắn cũng không biết nữa Lúc này trên đỉnh thái tử Cũng có ánh lửa bùng lên Phong tín kinh ngạc không thôi Sao ngay cả hoàng cực quán Mà chúng cũng không tha Mấy người này bị đào mộ tổ tiên hay Lời còn chưa dứt Phong tín lập tức ngậm miệng Bởi vì hắn nhớ ra nỗi đau đớn dằn vặt mà hiện nay rất nhiều người tiên lạc phải gánh chịu, còn kinh khủng hơn kiểu nói đùa, bị đào mộ tổ tiên tuy nhiên ngọn lửa vốn không lớn bùng lên một lát đã tắt ngúm dường như bị ai đó dập tắt lần này phong tín lại cảm thấy ngạc nhiên bởi vì mấy ngày qua chỉ có người dám đốt lửa chưa có ai dám tắt lửa nếu có người nào khuyên giải hay can ngăn không cho lũ tín đồ hung hãn tàn bạo kia đốt lửa đập điện sẽ bị đánh đồng với ôn thần tạ liên đánh cho đến chết vì nguyên nhân đó ba người sớm đã không dám hiền linh trước mặt người phàm đều phải ẩn thân dọc đường lên núi ba người đều nghe thấy tiếng đánh nhau loảng xoảng lên đến đỉnh thái tử, quả nhiên cung tiên lạc đã bị tháo rỡ tan tác, chỉ sót lại mỗi cái khung của đại điện và bốn vách tường. Tượng thần trên bệ thờ to lớn cũng đã sớm không còn, mà còn một đám người hỗn tạp đang đánh nhau túi bụi ở cổng đại điện đổ nát, vừa đánh vừa gạo thét. Cây đồ chó tạp trùng nhà mày, thằng quỷ nhỏ chết tiệt, mẹ kiếp. Người phá trinh con vợ ngươi ở đây hay sao thế? Cái quán rách nát này là mạng của ngươi à? Tạ Liên vừa nhìn đã biết chắc chắn đám người này đến đập miếu của hắn không phải vì căm phẫn, mà chỉ vì một đám dân lưu vong sợ thiên hạ chưa đủ loạn, hoặc thừa dịp cháy nhà đi hôi của, hoặc đơn thuần là đốt miếu góp vui thôi. Nhưng cho đến bây giờ, hắn cũng chẳng mấy quan tâm rốt cuộc kẻ phá miếu của mình là ai. Đúng lúc này giữa trận ẩu đà cuồng loạn, giọng nói cực kỳ hung hãn của một thiếu niên xuyên thấu trời đêm. Cút! Nghe kỹ lại thì ra là một người đang đánh cả đám người. Hơn nữa người này chỉ là một đứa nhóc choi choi mấy mấy tuổi, nhưng chẳng hề yếu thế chút nào, cũng không rơi vào thế hạ phong. Xong dù sao cũng là một trọi một đống, thiếu niên đã máu mê đầm đìa, mặt mày xanh tím, toàn là vết thương, không nhìn rõ mặt mũi nữa. Phong tín nói, thiếu niên này lớn lên nhất định sẽ là một hảo hán. Bây giờ, đáy mắt của một gã nam nhân bỗng lóe lên vẻ quỷ quyệt, gã vỡ tảng đá to dưới đất định đập vào ót thiếu niên nọ. Thấy vậy, tạ liên phất tay một cái, tảng đá gã cầm lên, văng ngược vào mặt gã. Sau tiếng hét thảm làm máu mũi tuôn trào, thiếu niên sừng sốt, quay đầu vung năm đấm tiếp tục đánh túi bụi một trận. Điệu bộ nó đánh người quá hãi hùng, đám người lớn bị dọa cho vắt giò bỏ chạy. Người chạy vừa chỉ vào nó, phô trương thanh thế, mẹ kiếp cứ chờ đấy, chờ ta mang người đến xử ngươi. Thiếu niên cười lạnh, dám bén mảng đến đây, ta sẽ lấy mạng chó của ngươi. Đám người bị dọa mất mật, chạy càng nhanh hơn. Máng xong thiếu niên chạy sang đạp mạnh mấy cú lên đống lửa đã dập, đạp tắt những đống lửa li ti. Lúc này nó mới vào đại điện nhặt một tờ giấy dưới đất lên, cẩn thận vuốt phẳng treo giữa không trung, cuối cùng mới dựa vào bệ thờ, thẫn thờ ngồi dưới đất. Tạ Liên bước đến gần khẽ khàng lướt lên bệ thờ phát hiện thứ mà thiếu niên treo giữa không trung đúng là một bức tranh. Nét bút non nớt nhìn là biết do người chưa từng học họa vẽ nên. Dù vậy, từng đường từng nét đều nghiêm túc tỉ mỉ, giống hệt một bức thái tử duyệt thần. Xem ra cái này dùng để thay thế tượng thần bị hắn triệu đi. Phong tín khen ngợi, vẽ đẹp lắm, Biết bao ngày qua vất vả lắm Phong Tín mới gặp được một người dám bảo vệ Tạ Liên. Khi nãy kích động đến mức hận không thể xông lên đánh lộn giúp y. Bây giờ nhìn nó tất nhiên thấy cái gì cũng đẹp. Còn mộ tình thì rũ mi. Ánh mắt chớp động dường như nhớ tới điều gì đó. Nhưng không nói tiếng nào. Tạ Liên giơ tay chạm nhẹ vào bức tranh. Cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là một luồng gió mát thoảng qua mà thôi. Thiếu niên lại ngẩng phát đầu chôn giữa hai đầu gối. Gương mặt chi chít vết thương. Thoát cái bừng sáng hỏi. Là huynh sao? Phong tín kinh ngạc. Sao thằng nhóc này gian manh thế nhỉ? Mộ tình dục, đi thôi. Tạ Liên gật đầu vừa định xoay người, thiếu niên chợt nhào đến mép bệ thờ, thờ hồn hẹn nói. Ta biết là Huynh mà, điện hạ, Huynh đừng đi, ta có lời muốn nói với Huynh. Nghe vậy, ba người đều sững sờ, thiếu niên có vẻ rất hồi hộp, xiết tay nói. Tuy đạo quán của Huynh bị đốt rồi, nhưng mà Huynh đừng buồn. Sau này ta sẽ xây cho Huynh nhiều đạo quán to hơn, tráng lệ hơn. Không đạo quán của ai dám sánh bằng hết, không một ai có thể sánh với Huynh. Ta nhất định sẽ làm được. Ba người im lặng không đáp. Thiếu niên này áo quần rách dưới, đầu tóc bụi bặm, mặt mũi bầm dập thảm hết chỗ chê. Nghe y nói mấy lời hùng hồn có chí khí đó, quả thật khiến cho người ta giờ khóc giờ cười, không biết nên có cảm tưởng gì. Dường như sợ giọng nói của mình không thể truyền đến tai đối phương, y còn chụm hai tay đặt lên miệng, hét lớn về phía bức tranh trên điện thờ. Điện hạ, huynh đã nghe thấy chưa? Trong lòng ta, huynh là thần, huynh là vị thần duy nhất, huynh là vị thần chân chính, Huynh đã nghe thấy chưa? Nói hết khàn cả giọng, đến nỗi cả ngọn núi Thái Thương đều dội vang tiếng. Huynh đã nghe thấy chưa? Tạ Liên đột nhiên bật cười ha ha. Tiếng cười quá đột ngột, phong tín và mộ tình đều giật thoát. Tạ Liên vừa cười vừa lắc đầu, dĩ nhiên thiếu niên không nghe thấy. Xong dường như vẫn cảm nhận được gì đó, mắt y sáng lấp lánh, giáo giác nhìn xung quanh. Nào ngờ một giọt nước lạnh băng bỗng rơi xuống gò má của y. Thiếu niên chợt mở to hai mắt, trong tích tắc, mắt y phản chiếu một bóng ngược trắng như tuyết tiếc rằng sau một cái chớp mắt bóng ngược đó đã tan biến thấy tạ liên lại hiện hình trong phút chốc phong tin nói điện hạ khi nãy huynh tạ liên mù mờ đáp khi nãy à pháp lực của ta không ổn rồi khi nãy nhất thời không không chế được thôi thiếu niên đứng thẳng người rụi rụi mắt như thể đang cố níu giữ bóng hình thoáng qua rồi biến mất ban nãy tạ liên nhắm nghiền hai mắt hồi lâu sau mới mở miệng nói quên đi cuối cùng cũng nhận được hồi âm thế mà lại là hai chữ này Hoạt đầu ánh mắt thiếu niên lóe sáng, khóe miệng dương cao, sau đó lại ngẩn ra, độ cong nơi khóe miệng từ từ hạ xuống. Y hỏi, cái gì, quên cái gì? Tạ Liên thở dài dịu giọng nói với nó, quên đi. Thiếu niên sững người không đáp, Tạ Liên lại lầm bầm, bỏ đi, dù gì rất nhanh thôi, sẽ không còn ai nhớ nữa đâu. Nghe câu này thiếu niên mở to mắt, một dòng lệ lặng lặng chảy dài từ khóe mắt của Y, quệt thành một vẹt trắng nhợt trên mặt nó, hầu kết từ cổ khẽ nhúc nhích. Y ngạn ngào Ta Phòng tín có vẻ không đành lòng Điện hạ đừng nói nữa Huynh lại vi phạm lệnh cấm rồi Tạ liên đáp Ừ không nói nữa Có điều dù sao cũng vi phạm lệnh cấm nhiều vậy rồi Thiếu gì mấy câu này Câu này hắn không để cho thiếu niên nghe nữa Ba người xuống khỏi bệ thờ Đi ra ngoài điện đổ nát Gió đêm táp vào người Tạ liên lắc lắc đầu Hiện giờ hắn vẫn là thần quan Theo lý mà nói Hắn không thể nào cảm nhận được lạnh nữa nhưng giờ phút này đây hắn thật sự cảm thấy lạnh thấu xương nào ngờ thiếu niên bị bọn họ bỏ lại sau lưng đột nhiên thì thào trong đại điện không đâu rõ ràng nó không nhìn thấy ba người vậy mà lại tìm được hướng chính xác cuối cùng chạy ào ra ngoài nói với bóng lưng của bọn họ sẽ không đâu ba người quay đầu lại chỉ nhìn thấy giữa màn đêm đôi mắt của thiếu niên sáng một cách hút hồn gương mặt chi chít thương như giận như buồn như cuồng như vui giữa dòng nước mắt cuộn trào nó nói Ta sẽ không quên đâu, ta vĩnh viễn sẽ không quên. Hết quyển 2, thái tử duyệt thằng. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo tại kênh YouTube Kể chuyện đêm khuya.